biết tân bước tân hiểu bước đó. Nhâm. Hôm nay các con ôn bài lão hổ và tập tiếp đỡ trên chém dưới hai lần của tướng lĩnh Đao. Chuy, chuy. Bái tổ lão hổ Thượng Sơn. Sân trời mưa sân nước trơn tập cẩn thận nhá. 5 6 Quần phong trong nã. 1 2 3 Mấy công phu vừa anh đã ít vào một cây vải nhá. Tà thử phá cướp. Sắp trưởng ít thôi. Quanh 2 quanh thân phục hộ. Hữu thủ yểm tâm. Đoạn này đánh thoải mái bởi vì cây vải kia không có quả. Ngũ phong đại diện. 1 2 3 Phương cấp tạo địa. Đơn tọa phục hộ. Tà thủ yểm tâm. Ngũ phong đại diện. 1 2 Tả cấp tạo điện. Đất vạn phục hộ. Làm sao thế? Trơn vào. Rồi, cố tập cẩn thận vào. Hữu thủ yểm tâm. Lượng thủ vận năng. 1 2 Đất tọa phục hộ. Tà thủ yểm tâm. Long quyền đoạn nhãn. Lưỡng thủ tà cướp. Hoành thân thối tọa. Hữu thủ yểm tâm. Long quyền đoạn nhãn. Lưỡng thủ hiệu cướp. Tướng quân bạt kiếm. Cẩn thận ngã nhá. Nhất tân vận tập chưa được à? Bách tổ thơ mã. 1 Quân tập nào này? Quên. 2 3 4 Hết bài. Con mà tập ngược ngày sau giống ông. Mày nói giống ông Dâu Phong trong phim Anh Hùng Xạ Điêu. 3
Nào, tập ngược về sau kinh mạch ngược cái lộn đầu đi đánh nhau chết đấy. Tập công phu xuất trưởng vừa vừa đánh rơi hết vải bố rồi. Mày chịu hết vải bố rồi. Nó phải mang đao tập đi. Xuất trưởng mạnh quá, xuất chiêu mạnh quá. Mày chịu hết vải bố rồi. Công lực xuất trưởng mạnh quá. Nào xếp hàng vào, được chưa? Xếp đừng đánh chém vào nhau nhá. Không sao đâu. Mấy tân chú về. Nhất tân sang, mấy tân nửa bước. Ôn từ đầu cho đến hướng nam xoay vớt bay lên Phượng Hoàng và tập tiếp đỡ trên chém dưới hai lần, cầm đao cầm hơi khúc khúc vào, thấy chưa? Chuẩn bị hướng đông chấp thủ nghiêng chào, một hai ba bốn năm sáu chụp về tay phải cầm đao lo liền, lo đao một hai ba bốn năm lùi chân tay kéo lên trên. Chém qua trái phải, vứt liền một phen. Chém trái. Chém phải. Vứt đầu. Nghiêng về rùa núp lá sen. Tập cẩn thận vào. Chém ngang, phát cỏ bay lên Phượng Hoàng. Chém ngang. Phát cỏ. Bay lên Phượng Hoàng. Đỡ đâm hình dạng ký lần. Đỡ. Một. Gạt sang. Hai. Đâm. Nhấc chân lên. Chéo chân chém dưới bước lên chẻ đầu. Chéo chân. Chém. Bước lên chẻ đầu. Hướng tay nào khác gì đâu. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Đi như thế. Hướng về rồi nước đã xét. Nào. Lui ra sau. Đi như thế. Đọc. Thì con phải nhớ giống hệt như thế mà. Nào, hướng tay nào khác gì đâu. Nghiêng về rồi nước đã xét. Giống hệt từ 4 đến số thôi. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 thôi mẹ yên đưa lên chẻ đầu. 14 con Minh Nhất Tân. Minh Tân đưa lên một chút. Minh Tân đưa lên một tí. Bước nào thì là bước lên chẻ đầu nhá. Cuối cùng hướng tây nào bắt gì đâu. Hướng nam xoay vớt bay lên Phượng Hoàng. Xoay vớt lên bay lên Phượng Hoàng. Thôi thì hôm qua học đến hướng nam xoay vớt bay lên Phượng Hoàng, hôm nay con tập tiếp đỡ trên chém dưới hai lần. Tập một câu nào, bay lên Phượng Hoàng
Đỡ trên chém dưới hai lần. Thu chân phải về đập tấn. Tay đao thu về. Đỡ lên trên. Đỡ trên, đỡ trên mà. Nào. Thu chân phải về lập tấn. Đao giơ lên, đỡ lên trên. Tay trái thì vào cổ tay để nâng đao bởi vì đối phương quá khỏe. Chém dưới hai lần. Mình đưa đao về đằng sau lưng. Xoay đao sau lưng. Tay trái hạ xuống. Được chưa? Chân trái nhấc gót chân lên. Đao chém từ trên, từ phải qua bên trái. Chém chéo. Tay trái giơ lên che ở trên vai trái, vai phải. Thôi. Lần thứ hai, hạ chân trái xuống. Tiếp tục lại cho đao lại đằng sau. Lần này thì tay đao trái thì tay trái thì vào cổ tay phải để cùng nhau chém xuống, lại nhấc chân phải lên. Thì là đỡ trên chém chéo, chém dưới hai hai lần. Các con nhìn tiếp bố này. Bố xoay ra hướng bên này. Bay lên Phượng Hoàng. Nhìn thôi. Đỡ trên. Chém dưới hai lần. Đỡ trên này, chém dưới. Một. Hai. Thôi. Bay lên Phượng Hoàng. Đỡ trên, chém dưới hai lần. Đỡ trên. Chém dưới. Lần thứ nhất. Một. Lần thứ hai. Hai. Bay lên Phượng Hoàng. Đỡ trên, chém dưới hai lần. Đỡ trên. Chém dưới. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Thôi, bắt đầu tập. Bay lên. Thôi tập từ chỗ mà hướng tây nào khác gì đâu nhá. Để nó ghép vào. Hướng tây nào khác gì đâu. Trẻ đầu này. Hướng nam xoay vất. Bay lên Phượng Hoàng. Nhất tân tốt chức phải. Phải lên tập hết. Con hướng về nhà anh Đông. Trùng chân phải. Đừng sợ chân hết con. Trùng một chân tinh chân phải. Hướng nam xoay vất. Bay lên Phượng Hoàng. Nhìn bố nào. Nhìn em chân kìa. Chân con kìa. Con đang hướng về nhà anh Đông mà. Hai chân song song nhau con này. Nhìn bố này. Hướng nam xoay vất. Bay lên Phượng Hoàng. Bay. Bay đấy, cả đao cũng xoay. Vớt. Bay lên Phượng Hoàng. Rút chân trái về. Để lại chân trái. Xong sang dọc mít cơ thể. Chân phải chuyển sang chảo mặt tấn phải. Bay lên Phượng Hoàng. Chảo mặt tấn phải con. Bây giờ học bước này. Đỡ trên chém dưới hai lần. Rút chân phải về lập tấn. Dậm chân một cái. Tay phải gắn lên trên. Mình tì đao vào. Đây. Có thể mình cho cái này vào. Đối phương quá khỏe. Chém cho ta. Chúng ta gặp đao lên trên. Tiếp theo chém dưới. Lần thứ nhất. Xoay đao lại đằng sau lưng. Tay trái đưa xuống. Nhấc chân trái lên. Duỗi thẳng căng ra. Thẳng chân ra. Chém xuống lần thứ nhất. Một tay thủ trên vai phải. Lần thứ hai hạ chân trái xuống. Lại cho đao là sau lưng. Lần thứ hai chúng ta tì tay trái vào của tay đao phải. Ra sức chém hai cả hai tay xuống. Tì cả tay phải. Tay phải chém xuống. Tì cả tay trái xuống nhá. Nhấc gót chân phải lên. Chém. Thôi. Hai con ôn cho bố một lần. Đỡ trên chém dưới hai lần. Thôi tập từ cái bài đưa ra trẻ đầu hướng tây. Trẻ đầu. Trẻ đến nhà anh Liên. À nhà chị Liên. Anh Đông. Hướng nam xoay vớt bay lên Phượng Hoàng. Xoay. Vớt. Qua lên. Bay lên Phượng Hoàng. Rồi. Đỡ trên. Chém chéo hai lần. Ở trên mình nhìn vào nhà mình. Chém dưới. Rút chân về. Chém. Một lần nhất. Lần thứ hai. Chém tiếp. Thôi. Được rồi. Hai con tự ôn đi. Để bố luyện côn một tí. Lâu lâu luyện côn rồi.
ôn đi. Hôm qua cứ ôn đi. Đau cái gì, đùa thôi, lâu lắm không tập rồi. Bao nhiêu năm nay bố đọc mấy ông thời gian luyện. Cứ ôn đi con. Công phu mạnh quá dùng hết phải rồi. Thôi con cứ đặt đi.